Khi mới 19 tuổi, Vu Chiemei đã gây chú ý với những màn thể hiện vũ đạo bắt mắt. Đặc biệt, cô nổi tiếng với kỹ năng xoạc chân. Theo ETtoday, cô gái này truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khi được sinh ra trong gia đình ở miền núi và phấn đấu để thoát khỏi vỏ kén. Hiện tại, cuộc sống xa hoa của cô được nhiều người ngưỡng mộ. Vu Chiemei lớn lên ở một thành phố miền núi của Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, đặc biệt là kỹ năng xoạc chân. Niềm đam mê đã khiến cô quyết định thi vào khoa khiêu vũ, Đại học Thể thao Bắc Kinh, Trung Quốc. Khi còn đi học, cô khá nổi tiếng, được mời làm người mẫu và chụp ảnh bìa tạp chí, ảnh Vu Chiemei. Chiemei nỗ lực từng ngày với mong muốn trở thành người có thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Cô biết rằng, nếu muốn nổi bật trong thế giới thực, bản thân phải làm việc chăm chỉ hơn những người khác. Vì vậy, Vu bắt đầu hành trình dài để theo đuổi ước mơ. Trên trang cá nhân hơn 1 triệu lượt theo dõi, Chiemei thường xuyên đăng tải khoảnh khắc nuôi dạy con, đeo trang sức cao cấp, đi triển lãm, sự kiện thời trang và đến những nhà hàng cao cấp. Cô là khách VIP của một số thương hiệu thời trang quốc tế. Khi phải ra nước ngoài để dự show, buổi trình diễn, cô đã bày tỏ nỗi nhớ con, nóng lòng được trở về nhà, ảnh Vu Chiemei. Dù đạt được thành tựu trong sự nghiệp, câu chuyện của Vu Chiemei vẫn gây tranh cãi. Một số người cho rằng, thành công của cô đến từ nhan sắc, vóc dáng hơn là nhờ sự chăm chỉ và năng lực. Cô đã bỏ ngoài tai những lời nhận xét không hay về bản thân và tập trung phát triển, vun vén hạnh phúc gia đình,